Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về một khía cạnh nhỏ trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR. Mình sẽ phiên dịch lại cái bài trình bày của bác sĩ Seamus Khamis, là cái giám đốc y khoa về ung bướu họng lồng ngực tại trung tâm điều trị ung thư Philadelphia ở Hoa Kỳ. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Welcome everybody to the West Oncology Conference. Xin chào tất cả các bạn đến với hội nghị ung bướu West. Today we'll discuss EGFR resistance mutations and the roles of antibody drug conjugates in non-small cell lung cancer. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về những đột biến trong đề kháng EGFR và vai trò của các phức hợp kháng thể thuốc trong các bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. I'm Shema Kazmi. I'm the medical director of thoracic oncology at Cancer Treatment Centers of America in Philadelphia. Thì tôi là Sema Kazmi, là giám đốc y khoa của trung tâm ung bướu về lồng ngực tại trung tâm điều trị ung thư của Philadelphia ở Hoa Kỳ. These are my disclosures. Thì đây là phần công khai thông tin trong phần trình bày của tôi. Today's learning objectives, we are going to review the current treatment options for patients with EGFR mutation positive non-small cell lung cancer and resultant therapy resistance. Thì mục tiêu cái học tập của hôm nay á, thì chúng ta sẽ xem xét về các lựa chọn điều trị hiện tại cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR và cái kết quả của cái sự đề kháng điều trị. We'll discuss the antibody drug conjugates and their evolving role in patients with EGFR resistant non-small cell lung cancer. Chúng ta sẽ bàn luận về những cái phức hợp kháng thể thuốc, tức là cái IDC á, những cái phức hợp kháng thể thuốc đây này. Từ đó chúng ta sẽ suy ra cái vai trò của chúng ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đề kháng EGFR. We'll explore the new transmembrane marker TROP2 and its role in tumorigenesis and potential targeted agents to inhibit its effects in patients with non-small cell lung cancer. Chúng ta sẽ khám phá những dấu ấn mới về dẫn truyền tín hiệu trên màng tế bào, chẳng hạn như là TROP2 và vai trò của nó trong sự hình thành của khối u và các tác nhân nhắm trúng đích tiềm năng để ức chế chúng một cách hiệu quả trên bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. So let's get right into it. We'll go through the history of EGFR mutation positive advanced or metastatic non-small cell lung cancer. Vì vậy, để bắt đầu thì chúng ta sẽ đi qua phần lịch sử của đột biến EGFR dương tính ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn tiến triển hoặc là di căn. We know that EGFR facilitates targeted treatment in advanced non-small cell lung cancer, and whether we test that on tumor tissue or ctDNA. Chúng ta biết rằng EGFR đó, nó tạo điều kiện thuận lợi trong điều trị liệu pháp nhắm trúng đích ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ mà giai đoạn tiến triển, thì chúng ta có thể tìm những đột biến này trên cái tumor tissue, tức là cái mô bướu, hoặc là trên cái ctDNA, tức là bằng cái mẫu máu bằng liquid biopsy. ctDNA á, thì nó viết tắt của circulatory tumor DNA, tức là những cái DNA của khối u á, nó giải phóng, nó lưu hành ở trong tuần hoàn. Thì khi chúng ta lấy máu, tức là sinh thiết lỏng, gọi là liquid biopsy, thì chúng ta sẽ tìm ra những cái ctDNA này. It provides a great target. Acquired resistance, though, in first and second generation TKI therapy, which can be detected by plasma monitoring of ctDNA. Thì việc xét nghiệm này sẽ cho thấy rõ những cái đích đề kháng mà chúng ta thu được khi mà chúng ta điều trị với lại TKI thế hệ 1 và thế hệ 2. Is a growing concern. We know that EGFR T790M mutation is one of the most frequent resistance mechanisms at progression. Và một cái vấn đề quan tâm ngày nay ngày càng tăng lên á, thì chúng ta biết rằng cái đột biến EGFR T790M này là một trong những cái cơ chế đề kháng thuốc mà chúng ta thường gặp nhất khi bệnh nhân tiến triển, khoảng là 50 đến 60%. Acquired resistance to third generation TKIs in first and second line is also emerging. Và sự đề kháng của đối với TKI thế hệ 3 trong điều trị bước 1 và bước 2 cũng đã đang nổi lên. To be a problem, the potential mechanisms here are different EGFR mutations, single nucleotide variants, MET amplification, HER2 amplifications and genetic fusions. Và dường như cái vấn đề của các cơ chế ở đây là các đột biến EGFR khác nhau, bao gồm chẳng hạn như là cái SNV, tức là cái biến thể đơn nucleotide. Thứ hai là cái MET and cái HER2 amplifications, tức là sự khuếch đại của cái gen MET và cái gen HER2. Và thứ ba đó chính là cái genetic fusion, tức là cái sự hợp nhất gen. Early detection of these mutations involved in resistance may help further stratify our treatment decisions.
Vì vậy, việc phát hiện sớm những đột biến liên quan đến kháng thuốc này có thể giúp chúng ta phân tầng hơn nữa các quyết định điều trị của chúng ta. So this is the current EGFR TKI landscape. Đây là cái bối cảnh hiện tại của các thuốc EGFR TKI. First generation agents we know are gefitinib or erlotinib. Thì cái thế hệ đầu tiên á, thì chúng ta biết đó chính là gefitinib và erlotinib là hai cái thuốc mà thế hệ đầu, tức là thuốc TKI thế hệ đầu. Second generation are afatinib and dacometinib. Cái thế hệ thứ hai á, là chúng ta có afatinib và dacometinib. And the third generation, the only third generation TKI we have currently is osimertinib. Và thế hệ thứ ba thì chỉ có một thuốc, đó chính là osimertinib. So let's go through the history of the clinical trials that got us these approvals. I passed. Hãy xem lại lịch sử của các thử nghiệm lâm sàng mà chúng ta đã được chấp nhận. Thì đây là cái nghiên cứu IPASS. Đây là cái nghiên cứu IPASS được công bố vào năm 2012 trên tạp chí ung thư học lâm sàng của châu Á Thái Bình Dương. Thì nghiên cứu này là một nghiên cứu pha 3 nhãn mở ngẫu nhiên. Người ta nghiên cứu về cái điều trị bước 1 ở những bệnh nhân châu Á. Người ta so sánh việc lựa chọn gefitinib so với hóa trị trong điều trị bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển. Đánh giá ở những bệnh nhân mà thu nhập nghiên cứu này là những bệnh nhân ở Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ nghe tiếp cô sẽ phân tích cái kết quả này như thế nào. Was the original clinical trial with gefitinib, which was compared to standard platinum and taxane chemotherapy. Thì đây là cái thử nghiệm đầu tiên với gefitinib so sánh với điều trị tiêu chuẩn là hóa trị dựa trên cái thuốc là platinum và nhóm taxane. At that time, and they did not at that time exclude EGFR mutation negative patients. This was the first realization that EGFR mutation positive patients responded to EGFR targeting TKI. Thì vào thời điểm đó, họ không có loại trừ những bệnh nhân mà có đột biến EGFR âm tính. Tức là dù âm tính hay dương tính thì người ta cũng đưa vào nhóm điều trị. Thì điều đầu tiên mà họ nhận ra rằng những bệnh nhân có đột biến EGFR dương tính thì lại đáp ứng với cái liệu pháp EGFR TKI này. You can see the PFS curve on the left is for patients who had EGFR mutation. Bạn có thể thấy cái đường cong PFS, tức là đường cong sống thêm không tiến triển, hay nói cách khác là sống thêm không bệnh tiến triển. Ở bên trái là những bệnh nhân mà có đột biến EGFR dương tính. You can see gefitinib was superior to carboplatin and paclitaxel with a hazard ratio of 0.458, which was statistically significant. Và bạn có thể thấy rằng gefitinib nó vượt trội hơn hay là nó ưu thế hơn so với lại cái carboplatin và paclitaxel với tỷ số nguy cơ HR là 0.458 và điều này có ý nghĩa thống kê. However, this response was not seen in patients who did not harbor an EGFR mutation. Tuy nhiên thì đáp ứng lại không được tìm thấy ở những bệnh nhân mà không có đột biến EGFR. Và ở đây là những bệnh nhân mà có đột biến EGFR âm tính thì người ta nhận thấy rằng nó không có đáp ứng trên những bệnh nhân này. Moving fast forward a couple more years to erlotinib. Thì tiếp tục phát triển nhanh trong một vài năm tiếp theo đó chính là cái thuốc erlotinib. So the erlotinib clinical trial, this was the optimal clinical trial that was done in China on the left. Về erlotinib thì người ta có cái nghiên cứu optimal là cái nghiên cứu ở bên trái này, là cái nghiên cứu được thực hiện ở Trung Quốc. Thì mình cũng tìm ra được cái nghiên cứu, chúng ta sẽ xem nó nghiên cứu về vấn đề gì nhé. Thì đây là cái nghiên cứu optimal. Optimal. Thì người ta nghiên cứu như thế, người ta nghiên cứu gì? Người ta nghiên cứu erlotinib so sánh với lại hóa trị trong điều trị bước 1 ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển mà có đột biến EGFR dương tính. Thì đây cũng là một nghiên cứu đa trung tâm nhãn mở ngẫu nhiên pha 3. Và nghiên cứu này là thực hiện ở bên Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo nhé. And then the EuroTAC trial on the right, very similar. Và sau đó là thử nghiệm EuroTAC. EuroTAC là ở Tây Ban Nha. Ở bên phải thì hai cái thử nghiệm này tương đối rất là giống nhau. Thì mình cũng đã tìm được cái nghiên cứu. Mình sẽ cho các bạn thêm. Thì đây chính là thử nghiệm EuroTAC. Thì đây là một cái thử nghiệm mà người ta so sánh cái erlotinib so sánh với lại hóa trị tiêu chuẩn trong điều trị bước 1 ở những bệnh nhân châu Âu với ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR mà tiến triển. Thì đây là nghiên cứu đa trung tâm nhãn mở và là nghiên cứu pha 3. Thì đây là nghiên cứu ERATAS. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái kết quả của nó nhé. Sort of trials with erlotinib versus gemcitabine carboplatin on the left, whereas it was taxane and platinum on the right, or they could have used gemcitabine as well.
Thì hai thử nghiệm này nó đều sử dụng cái Adlotinib để so sánh với lại gemcitabine và carboplatin ở nhánh thử nghiệm ở cái nghiên cứu bên trái, và ngược lại thì đối với bên phải thì các nghiên cứu Eratat ở Tây Ban Nha đó thì người ta thử nghiệm Adlotinib, người ta so sánh với lại Taxane và Platinum ở phía bên phải, hoặc họ cũng có thể sử dụng cái gemcitabine trong cái nghiên cứu này. As you can see in both of these trials, erlotinib was superior to platinum doublet chemotherapy with hazard ratios that were similar. Và bạn cũng có thể thấy rằng hai thử nghiệm thì erlotinib này nó cũng vượt trội hơn so với hóa trị bộ đôi dựa trên platinum với tỷ số nguy cơ HR là tương đối giống nhau. And significant statistically and clinically, one would argue. Và nó có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên về phương diện lâm sàng thì chúng ta sẽ tranh luận sau. The safety summary of these drugs, as we know, is different than chemotherapy. Tóm tắt sự an toàn của thuốc này thì chúng ta đã biết là nó khác biệt so với lại hóa trị. They don't harbor the classic pancytopenia types of issues that chemo generally does, but infection, skin rash, diarrhea, stomatitis, paronychia are very classic and really class specific. Most of them are manageable. Chúng không có các tác dụng phụ như suy tủy điển hình như trong hóa trị thông thường, mà thay vào đó là các độc tính như là nhiễm trùng infection hoặc là tiêu chảy diarrhea, viêm miệng tức là stomatitis, hoặc là viêm mé máu paronychia, hầu như là chúng khá điển hình và có thể kiểm soát được những cái độc tính này. In erlotinib, as you can see in this trial, the grade 3-4 reactions were in single digits and certainly very tolerable. Và chẳng hạn như trong erlotinib thì bạn có thể thấy trong thử nghiệm này độc tính độ 3, độ 4 nó xảy ra trong một số trường hợp đơn lẻ và chắc chắn là dễ chấp nhận được. Moving forward to the second generation tyrosine kinase inhibitors, the LuxLung study, LuxLung 7 on the left is a phase 2 clinical trial. Thì đến với lại thế hệ TKI thứ hai, tức TKI tức là mình là cái tyrosine kinase inhibitor, tức là ức chế cái tyrosine kinase. Trong cái nghiên cứu LuxLung 7 ở phía bên trái là thử nghiệm lâm sàng pha 2. Thì đây là cái nghiên cứu LuxLung 7. Thì nghiên cứu này người ta nghiên cứu so sánh afatinib so với lại cái gemcitabine. Thì cái gemcitabine là cái TKI thế hệ thứ nhất, còn afatinib là TKI thế hệ thứ hai. Thì người ta so sánh trong cái điều trị bước 1 ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR dương tính. Thì đây là một nghiên cứu pha 2 nhãn mở ngẫu nhiên. Có nhóm đối chứng thì nghiên cứu này được công bố vào năm 2016. Whereas the dacomitinib study was the Archer 1050 phase 3 randomized open label trial. And again, both of these drugs were compared to gefitinib, which was the first generation TKI most used at that time. Trong khi đó thì cái nghiên cứu về dacomitinib thì với cái tên gọi là Archer 1050 là nghiên cứu nhãn mở ngẫu nhiên pha 3, và một lần nữa cả hai thuốc này tức là afatinib và dacomitinib này đã được so sánh với lại gemcitabine là TKI thế hệ 1 và được sử dụng phổ biến lúc bấy giờ. Thì đây là cái nghiên cứu Archer 1050 mà cô vừa mới trình bày. Người ta nghiên cứu so sánh giữa dacomitinib và gemcitabine trong điều trị bước 1 ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFR dương tính. Thì đây là một cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên nhãn mở pha 3. Cái bài nghiên cứu của nó được công bố vào năm 2017. You can see they proved to be superior in progression-free survival, and both of them had statistically significant results. Và bạn có thể thấy chúng đã chứng tỏ được sự vượt trội về cái PFS, tức là sống thêm không tiến triển, và cả hai đều có ý nghĩa về mặt thống kê. However, really the uptake of afatinib and dacomitinib has not been that great. Tuy nhiên thì việc uống afatinib và dacomitinib thì không hẳn là tuyệt vời. Primarily, as you can see, because of their toxicity. So their toxicities, when you compare to the first generation gefitinib, were significantly higher. Bởi vì đầu tiên bạn có thể thấy rằng độc tính của nó khi bạn so sánh với lại thế hệ thứ nhất là gemcitabine là có nhiều hơn, và điều này có ý nghĩa tức là so với lại cái thế hệ thứ nhất thì thế hệ thứ hai này nó có nhiều độc tính hơn. More grade 3-4 diarrhea, paronychia, dermatitis, acne form, and enough to cause a significant quality of life issues for patients who may be on these drugs for a long time. Và bạn có thể thấy rằng nó có nhiều cái độc tính độ 3, độ 4 như là tiêu chảy nè, viêm mé máu nè,
viêm viêm da dạng mụn trứng cá và đủ để gây ra những cái vấn đề sức khỏe về chất lượng cuộc sống mà nó có ý nghĩa đối với bệnh nhân khi mà họ sử dụng một thời gian lâu dài. They looked at the impact on quality of life in this dacomitinib study. Và họ đã xem xét sự tác động lên trên cái chất lượng cuộc sống khi mà sử dụng dacomitinib trong cái nghiên cứu này. As you can see, there's a statistically significant difference in the worsening of the quality of life in patients who received dacomitinib compared to gefitinib. Và bạn có thể thấy rằng có một sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong sự giảm chất lượng cuộc sống, hay nói cách khác là chất lượng cuộc sống nó tệ hơn ở những bệnh nhân mà người ta sử dụng dacomitinib so sánh với lại gefitinib. So despite the modest improvement in the progression-free survival, it did not really offer any clinical benefit over the first generation TKIs. Mặc dù nó cải thiện khiêm tốn về tỷ lệ sống thêm không tiến triển hay là tỷ lệ sống còn mà bệnh nó không tiến triển, nhưng mà nó không thực sự mang lại cái giá trị về lợi ích lâm sàng nào so với lại TKI thế hệ 1. Now what about the combination of TKIs and VEGF inhibitors? Và bây giờ chúng ta nói về vấn đề kết hợp của cái TKI này với lại cái ức chế VEGF, tức là cái bevacizumab. Đây là một cái thuốc mà nó kháng sinh mạch đó. Tức là người ta nhận thấy rằng trong tế bào ung thư á, nó có sự tăng sinh mạch máu một cách mạnh mẽ để nó nuôi cái tế bào bướu, và người ta đã tìm cách tạo ra những cái thuốc để nó ức chế sự tăng sinh mạch này để làm kìm hãm sự phát triển của khối u, thì bevacizumab là một trong những cái thuốc mà nó đánh vào cơ chế này. We know that the J025567 study was an open label randomized phase 2 study in Japan. Và chúng ta biết cái nghiên cứu J025567 là một nghiên cứu nhãn mở ngẫu nhiên pha 2 được thực hiện ở Nhật Bản. And the progression free survival for the combination of erlotinib and bev was superior to erlotinib alone. Và nghiên cứu đã cho thấy cái PFS ở nhánh mà sử dụng erlotinib cộng với lại cái bev đây tức là bevacizumab á, thì nó ưu thế hơn so với lại chỉ sử dụng cái erlotinib đơn thuần. This study did not meet overall survival and it was not powered to do so. Nhưng cái nghiên cứu nó không đáp ứng được cái tiêu chí về OS, tức là overall survival, tức là sống còn toàn bộ, và nó không đủ mạnh hay là khác là nó không đủ năng lực để chúng ta có thể thực hành. As you can see, the overall survival does cross the threshold of 1 and was not significantly superior. Và như các bạn thấy rằng cái đường cong về OS, tức là final overall survival này, nó đã giao với nhau, nó tức là nó không tách biệt nhau và nó không có ý nghĩa vượt trội hơn. So they designed the NEJ026 study, and this was a phase 3. Again, it was powered for OS, although the primary endpoint was progression-free survival. Và vì vậy họ đã thiết kế các nghiên cứu NEJ026 này. Đây là cái nghiên cứu pha 3 và một lần nữa nó cũng có đủ khả năng để đạt được cái tiêu chí nghiên cứu tính là cái PFS. And so this progression-free survival, as you can see, is superior, although it wasn't as dramatic as the previous study. Và bạn có thể thấy rằng cái PFS này nó vượt trội mặc dù nó không ấn tượng hơn so với lại cái nghiên cứu trước đó. And unfortunately did not meet the overall survival statistical significance. Và đáng tiếc là nó không có đạt được cái OS có ý nghĩa về mặt thống kê. The jury is still out in terms of whether EGFR TKIs and VEGF inhibitors should be used, at least bevacizumab should be used as a first line option. Vì vậy, người ta vẫn chưa biết liệu rằng có nên sử dụng kết hợp EGFR TKI với các thuốc kháng VEGF hay là kháng sinh mạch hay không. Ít nhất là với bevacizumab có nên được sử dụng như là một cái lựa chọn bước một hay không. But then we had the relay studies, and this was a fairly large study across 13 countries, worldwide double-blind phase 3 study. Nhưng tiếp sau đó thì chúng ta có cái nghiên cứu relay, và đây là một nghiên cứu cắt ngang khá lớn trên 13 quốc gia trên toàn thế giới. Thì nghiên cứu mù đôi pha 3 utilizing erlotinib and ramucirumab, the other VEGF inhibitor. Của sử dụng cái erlotinib và rumasimumab là một chất ức chế VEGF khác. Đây là cái nghiên cứu relay, thì đây là nghiên cứu mà người ta kết hợp erlotinib với lại ramucimumab. Ramucimumab là một trong cái thuốc kháng VEGF khác người ta kết hợp để điều trị ở những bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển mà có đột biến EGFR. Thì đây là một nghiên cứu pha 3 ngẫu nhiên mù đôi có nhóm chứng. As you can see, the primary endpoint for relay was progression-free survival,
and hazard ratio is 0.591, statistically significant. Và bạn có thể thấy cái kết cục chính là PFS với tỷ số nguy cơ HR là 0.591 và nó có ý nghĩa thống kê. Now it has not reached maturity for overall survival. Và bây giờ thì nó cũng chưa đạt cái độ chín mùi về cái sống còn toàn bộ. Hay nói cách khác là cái chưa đủ thời gian để người ta có thể thấy được sự khác biệt về cái sống còn toàn bộ. Just so you know, the objective response rate was fairly similar in both arms, 76% versus 75%. Bây giờ chỉ cho bạn thấy về tỷ lệ đáp ứng khá giống nhau ở cả hai nhóm là 76% và 75%. And the duration of response was significantly higher in the ERL-RAM arm, which was 18 months versus 11 months in the erlotinib arm. Và thời gian đáp ứng là cao hơn có ý nghĩa ở nhánh sử dụng là ERLOTINIB, tức là erlotinib và ramucirumab là 18 tháng so với là 11 tháng ở nhánh chỉ sử dụng erlotinib. We await the overall survival data. However, this regimen is FDA approved as an option for patients with EGFR mutation. Và chúng ta sẽ chờ đợi cái OS, tức là cái sống còn toàn bộ. Tuy nhiên, phác đồ này đã được cái FDA chấp nhận là một lựa chọn điều trị cho bệnh nhân với đột biến EGFR. So, moving on to the combination of EGFR TKIs and chemotherapy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sự kết hợp của EGFR và hóa trị. What about combining them both? So this was the MEJ-009 phase 3 randomized study, and the induction phase was gefitinib plus platinum-based chemotherapy. Or gefitinib initially. Về vấn đề kết hợp của chúng á, thì được thể hiện trong cái nghiên cứu NIJ-009 là nghiên cứu ngẫu nhiên pha 3 với cái pha tấn công, tức là cái induction phase, tức là pha tấn công này là người ta sử dụng gefitinib cộng với hóa trị dựa trên platinum, ở đây là carboplatin và bemetrexed, hoặc là chỉ sử dụng gefitinib đơn thuần. And then they really looked at PFS1, the progression free survival to the first treatment change and if patients progressed on gefitinib. Và rồi chúng ta sẽ xem xét cái PFS1 thì cái progression free survival, tức là cái theo người ta theo dõi cái sống thêm không tiến triển một, gọi là PFS1, cho đến lần thay đổi điều trị đầu tiên, và nếu bệnh nhân tiến triển với lại gefitinib á, they were recommended chemotherapy and then their progression free survival too for the second progression was also evaluated. Họ sẽ được khuyến cáo là hóa trị và sau đó là người ta đánh giá cái PFS2 sau cái lần tiến triển. Tức là như thế này, người ta chia làm hai nhánh, một nhánh là điều trị pha tấn công ban đầu là gefitinib cộng với lại hóa trị, và một nhánh thứ hai người ta so sánh đó là gefitinib đơn thuần. Thì cái nhánh mà gefitinib đơn thuần thì sau khi mà người ta tiến triển thì người ta sẽ được khuyến cáo đi hóa trị. Đối với lại cái nhánh thứ nhất là PFS1 cũng bằng với PFS2. Đối với lại cái nhánh thứ hai là người ta sử dụng gefitinib đơn thuần, và sau khi bạn tiến triển cái thời gian mà đến khi bạn tiến triển là người ta đánh giá là PFS1, và sau đó thì khi tiến triển thì người ta sẽ được khuyến cáo là hóa trị dựa trên carboplatin và bemetrexed. Và nếu như bạn tiến triển thì cái thời gian đó người ta sẽ đánh giá là cái PFS2. So when you look at this, this is the first PFS and there is a significant improvement with gefitinib and chemotherapy versus gefitinib alone. Và khi chúng ta nhìn thấy cái PFS1 này thì có một sự cải thiện có ý nghĩa đối với cái nhánh mà gefitinib cộng với lại hóa trị so với lại cái nhánh gefitinib đơn thuần. And so the median PFS with gefitinib was 11 months and gefitinib chemotherapy was 20.9 months and this is significantly improved. Và cái PFS trung bình nếu chỉ sử dụng với gefitinib đơn thuần là 11.2 tháng, còn nếu kết hợp với lại hóa trị thì nó có thể lên đến 20.9 tháng. Điều này là cải thiện về mặt ý nghĩa. However, when you look at PFS2, all of that benefit is lost. Tuy nhiên, khi chúng ta xem về cái PFS2 thì tất cả những cái lợi ích đã bị mất. So all of those patients who had improvement with gefitinib at their first progression had chemotherapy. Now survival beyond first progression was also not statistically different. Tất cả những bệnh nhân đã cải thiện với gefitinib ở lần điều trị đầu tiên đã được hóa trị và giờ đây sống còn sau khi được tiến triển đầu tiên đã không có sự khác biệt về mặt thống kê giữa hai nhánh. So they really felt, so when you look at the overall survival, there is a statistical difference in improvement with gefitinib therapy, but the authors really felt that the overall survival really correlated with the first progression-free survival.
Và họ đã thực sự cảm thấy như vậy. Khi bạn nhìn thấy sống còn toàn bộ có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở nhánh mà gefitinib kết hợp với lại hóa trị, nhưng thực chất các tác giả thực sự cảm thấy rằng sự khác biệt về cái sống còn toàn bộ này nó tương đương với lại cái PFS 1. But all of that is moot. So if you look at that slide that I just showed you, the PFS of gefitinib with gefitinib in chemotherapy, and you look at osimertinib, and so the trial we're looking at on the right is the FLAURA trial. Nhưng tất cả điều đó là tranh luận, và nếu bạn xem slide tôi vừa mới trình bày về PFS của gefitinib và kết hợp của gefitinib với lợi hóa trị, thì khi bạn xem xét về cái osimertinib thì cái nhìn phía bên phải thì đây là cái nghiên cứu FLAURA. Osimertinib, the third generation TKI, was compared to standard EGFR TKI. Thì đây là cái nghiên cứu osimertinib là cái TKI thế hệ thứ ba, nó được so sánh với lại các TKI thế hệ trước đó. And really the hazard ratio is far superior, and so the idea of combining a first generation TKI with chemo is not favored because osimertinib certainly has proven itself to be the first and superior agent in the first line setting. Và thực sự cái tỷ số nguy cơ HI đó là vượt trội hơn nhiều. Do đó cái ý tưởng về việc kết hợp của TKI thế hệ thứ nhất với hóa trị thì bây giờ nó không được ưa chuộng, vì cái osimertinib chắc chắn đã chứng tỏ được là tác nhân đầu tiên nó vượt trội hơn trong cái điều trị bước 1. So osimertinib was first evaluated in the AURA trial in patients who had the T790M mutation because of having been treated with the first generation TKIs. Osimertinib đã được đánh giá lần đầu tiên trong cái nghiên cứu AURA ở những bệnh nhân có đột biến T790M vì đã được điều trị với TKI thế hệ thứ nhất. You can see that the full intent to treat population, all of them had the T790M mutation, had platinum pemetrexed chemotherapy or osimertinib. Ở bên trái thì bạn có thể thấy nhóm dân số nghiên cứu điều trị là bệnh nhân có đột biến T790M được nhận hóa trị platinum cộng với lại pemetrexed hoặc là được điều trị với lại osimertinib. And as you can see, osimertinib had a PFS that was 10.1 months versus chemotherapy was 4.4 months, and this was statistically very significant. Và bạn có thể thấy osimertinib đã đạt được cái sống còn 07, tức là cái sống thêm 07, tức là cái PFS là 10.1 tháng so với lại hóa trị là 4.4 tháng và rất có ý nghĩa thống kê. We looked at the patients who specifically had CNS metastases, OC fared significantly better as well. Và khi xem xét những bệnh nhân có đặc điểm là di căn não thì osimertinib cũng tốt hơn đáng kể. And so the FLAURA study was the first line study where OC was compared to a standard EGFR TKI of the physician's choice, and it was either erlotinib or gefitinib. Còn nghiên cứu FLAURA là nghiên cứu bước 1 so sánh osimertinib với điều trị TKI tiêu chuẩn, tức là TKI thế hệ trước đó. Tuy nhiên bác sĩ có thể lựa chọn hoặc là erlotinib hoặc là gefitinib. And the PFS Kaplan-Meier curve you can see on the left is OC. Median PFS was 18.9 months and standard EGFR TKI 10.2 months with statistical significance and a hazard ratio of 0.46. Và cái PFS trên đường không Kaplan-Meier bạn có thể thấy ở phía bên trái đó là osimertinib có PFS trung bình là 18,9 tháng so với lại cái TKI tiêu chuẩn đó là 10.2 tháng, và điều này nó là có ý nghĩa thống kê với tỷ số nguy cơ là 0.46. Overall survival was also significant. It is actually not quite even reached the median yet. Sống còn toàn bộ nó cũng có ý nghĩa nhưng nó chưa thực sự hoàn toàn đạt được cái trung bình sống còn. When you look at patients in the FLAURA study with CNS disease, khi bạn xem xét những bệnh nhân trong cái nghiên cứu FLAURA với lại cái bệnh mà có tình trạng di căn não, OC again fared better with the median PFS in patients with CNS. 15 months versus standard TKI 9.6 months. Và osimertinib một lần nữa cho thấy nó tốt hơn về PFS trung bình là 15 tháng so với điều trị tiêu chuẩn TKI là 9,6 tháng. Even with patients who did not have CNS metastases, they fared significantly better with osimertinib. Và ngay cả những bệnh nhân mà không có di căn não thì osimertinib cũng cho thấy nó tốt hơn. So really when you look at the PFS curve and then you look at the fourth plot on the right, you can see that pretty much any subgroup favored osimertinib over a comparator EGFR TKI. Thực sự khi bạn nhìn vào cái đường không PFS và rồi bạn nhìn cái biểu đồ phía bên tay phải này thì bạn có thể thấy khá nhiều những cái phân tích dưới nhóm cho thấy cái lợi ích của osimertinib so với lại cái TKI thế hệ trước. And there's really no question, you know, age, sex,
race, Asian, non-Asian, CNS metastases, performance status, none of that seemed to matter. The type of EGFR mutation also didn't seem to matter, and OC fared superior. À, và thực sự không có sự khác biệt về tuổi, giới tính, chủng tộc, châu Á hay là không châu Á, tình trạng di căn não, thể trạng của bệnh nhân và các loại đột biến EGFR dường như cũng không quan trọng. Và osimertinib nó vượt trội hơn đáng kể. Safety summary. So we know that the second generation TKIs are slightly more toxic than the first generation TKIs. Tóm tắt về sự an toàn á, bạn đã biết rằng TKI thế hệ thứ hai á, tức là afatinib và dacometinib á, nó có nhiều độc tính hơn so với lại TKI thế hệ 1. Osimertinib seems to be comparable, if not maybe slightly even better tolerated than the first generation TKI. So as you can see, these are the AEs. Còn với osimertinib, dường như nó có thể so sánh được, nếu như không muốn nói là nó có thể dung nạp tốt hơn một chút so với lại cái TKI thế hệ thứ nhất. Như bạn có thể thấy là cái AE, thì AE tức là cái viết tắt của adverse event, tức là những cái biến cố bất lợi. The light pink and the light green are the grade, all grade AEs, and then the darker orange and the darker green are the grade 3-4 AEs. Màu hồng nhạt và màu xanh nhạt là tất cả những cái mức độ độc tính, và rồi màu đậm hơn như màu vàng hay là màu xanh đậm là cái độc tính độ 3, độ 4. Các bạn có thể thấy bên này là cái osimertinib và bên này là cái TKI thế hệ khác. Thì về mặt độc tính thì nó cũng không có thua kém gì, tức là nó cũng không nặng hơn so với TKI thế hệ 1, và thậm chí có một số độc tính thì nó ít hơn so với lại TKI thế hệ nhất. As you can see, osimertinib has some diarrhea, anorexia, ALT increase, and rash and acne. Bạn có thể thấy là cái osimertinib này nó có các cái độc tính chẳng hạn như là tiêu chảy, diarrhea, hoặc là chán ăn, tức là anorexia, làm tăng cái men gan, mụn trứng cá hoặc là nổi ban. But single digits when it comes to the grade 3 and 4 events. Nhưng mà có một số đơn lẻ trường hợp nó chỉ xảy ra ở mức độ 3 và 4. Chẳng hạn như ở đây các bạn thấy nổi ban hoặc là mụn trứng cá đó, thì đối với osimertinib là 59% và chỉ có 3% là khoảng độ 3, độ 4 thôi. Còn trong khi đó, đối với lại những TKI mà thế hệ đầu tiên đó, thì tới 79% và 7% nó vẫn nhiều hơn so với osimertinib. Two-thirds of the patients will have some degree of diarrhea and rash. All of that seems to be manageable, very similar to a first generation TKI. Và khoảng 2/3 bệnh nhân á, là bị tiêu chảy và phát ban, và tất cả điều đó có thể được kiểm soát, nó tương đối rất giống với lại cái TKI thế hệ thứ nhất. What's the impact to clinical practice? We know osimertinib is a standard of care first-line treatment in the US. It's got better progression-free survival, CNS penetration, side effect profile. Vậy sự tác động lên thực hành lâm sàng của chúng ta là gì? Chúng ta biết rằng osimertinib là lựa chọn điều trị bước 1 tiêu chuẩn ở Mỹ. Nó đã đạt được sự tốt hơn về mặt PFS, đặc biệt là trong những trường hợp mà có di căn não, cũng như tác dụng phụ có thể chấp nhận được. The Flora updated data further support this with the overall survival benefit. Thì cái cập nhật về dữ liệu của nghiên cứu Flora này xa hơn á, thì nó sẽ hỗ trợ về cái vấn đề lợi ích về sống còn toàn bộ. And so the idea of sequencing first generation TKI and saving OC for later is really not supported based on this data, but will vascular endothelial growth factor chemotherapy added to osimertinib improve outcomes? Và vì vậy cái ý tưởng rằng người ta sẽ sắp xếp cái TKI thế hệ thứ nhất để dành osimertinib cho sau này thực sự không được hỗ trợ dựa trên cái dữ liệu này. Nhưng liệu rằng hóa trị có thêm cái liệu pháp khác sinh mạch kết hợp với lại osimertinib để cải thiện thêm kết quả thì chúng ta phải đợi thêm các nghiên cứu trong tương lai. Now we know the resistance mechanisms to first generation osimertinib is a real issue. Bây giờ chúng ta đã biết cái cơ chế đề kháng đối với lại cái TKI thế hệ thứ nhất. Tuy nhiên đối với lại osimertinib thì nó cũng thực sự là một vấn đề. These are many. It's not something as simple as a T790M mutation, which was almost easier to target. So these are the multiple resistance mechanisms, 40 to 50%. Nó có rất là nhiều những vấn đề và không đơn giản như chỉ là có một đột biến T790M mà nó còn có nhiều các đích khác với nhiều cơ chế đề kháng, nó chiếm từ 40 đến 50% các trường hợp. Really just don't know what they are. 15% of these are transformations to small cell lung cancer or squamous cell cancers, which are going to be treated completely differently. Chúng tôi thật sự không biết chúng là gì, và khoảng 15% trong số này đó, nó thực sự biến đổi thành ung thư phổi tế bào nhỏ, tức là cái màu xanh xanh ở đây đó, là nó chuyển đổi thành ung thư phổi tế bào nhỏ hoặc là ung thư phổi tế bào gai, và điều này sẽ dẫn đến việc điều trị hoàn toàn khác.
But as you can see, the 6 to 10% of them could be the acquired EGFR mutations. There's MET amplifications, there's acquired oncogenic fusions, RET, BRAF fusions. Nhưng các bạn có thể thấy 6 đến 10% á, thì nó có thể có những cái đột biến EGFR mắc phải, chẳng hạn như là MET amplification, tức là sự khuếch đại của gen MET, hoặc là sự tổ hợp hay là hợp nhất các gen sinh ông mắc phải, tổ hợp gen RET hoặc là cái tổ hợp BRAF. Đây, RET hoặc là BRAF. You can also see the MAPK P3CA mutations that could well be targeted. Bạn cũng thể xem các đột biến như là MAPK, tức là đột biến này, MAPK P3K, tức là cái đột biến này là những đích mà có thể nhắm đến được. We know that EGFR, HER2 and ERBB collaborate within a framework of a layered signaling network. Chúng ta biết rằng cái EGFR HER2 và cái ERBB này nó cộng tác trong một cái bối cảnh của mạng lưới dẫn truyền tín hiệu. This is highly complex, but we know that when patients are treated with an EGFR blocking agent, the other pathways are going to be upregulated to compensate for this. Và cái điều này cũng rất là phức tạp. Thì như chúng ta đã biết, khi bệnh nhân được điều trị với EGFR như là một cái tác nhân để nó ngăn chặn cái con đường EGFR này, thì các con đường khác nó sẽ được tăng cường điều chỉnh để bù đắp cho việc này. Tức là nó sẽ có những cái cơ chế khác để nó thoát khỏi cái việc điều trị này. Điều này cho thấy là tế bào ung thư rất là thông minh. And so targeted therapy to EGFR can lead to HER3 overexpression. HER3. Cái liệu pháp nhắm trúng đích về EGFR này có thể dẫn đến sự biểu hiện quá mức của HER3. Đó, như vậy các bạn có thể thấy, như mình đã nói, khi chúng ta ức chế cái EGFR này thì cái con đường HER3 này nó sẽ bị biểu hiện lại quá mức. Tại sao nó biểu hiện quá mức thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. The autophosphorylated HER3 dimerizes with EGFR, which activates then the pathway previously inhibited by the EGFR TKI, and this is a well-known mechanism of resistance. Ở đây các bạn có thể thấy rằng vì sao nó sự biểu hiện quá mức của cái HER3. Thì cái HER3 này, người ta nói rằng cái HER3 này nó không thể phosphorin hóa, tức là nó không thể tự phosphorin hóa để nó kích hoạt cái con đường của nó, nhưng mà nó có thể kết hợp với lại cái EGFR, tức là nó có thể nhị trùng với lại phân tử EGFR. Ở đây chúng ta có thể thấy cái HER3 này nó không thể tự phosphorin hóa, nhưng mà nó, cái mũi tên màu đỏ ở đây, nó có thể nhị trùng, tức là nó kết hợp với lại cái phân tử EGFR. Và điều này sẽ làm hoạt hóa các con đường ức chế trước đó bởi thuốc TKI EGFR. Và đây là một cơ chế đề kháng mà được tìm hiểu nhiều nhất. So HER3 expression on cells can serve as sort of a door to the cell for cytotoxic therapy in the form of antibody drug conjugates. Và sự biểu hiện quá mức của HER3 tại những tế bào có thể được xem như là một cánh cửa của tế bào. Nó cho phép một cái liệu pháp gây độc tế bào dưới dạng một cái loại thuốc, đó là cái IDC, tức là cái phức hợp thuốc và kháng thể. Thì cái IDC ở đây có nghĩa là antibody drug conjugate. Đây, tức là cái phức hợp kháng thể thuốc. The U314O2 is a type of an antibody drug conjugate, the anti-HER3 antibody. Thì cái U314O2 là một cái phức hợp kháng thể thuốc, nó kháng lại cái HER3, nó kháng lại cái HER3 này. It's got a linker and then it's got a payload which is ultimately going to be cytotoxic. Thì nó là một cái loại thuốc liên kết. Thuốc liên kết có nghĩa là sao? Nó là bản chất của nó là kháng thể và nó được gắn thêm các cái thuốc. Đây cái vàng vàng ở đây là những cái thuốc mà nó được gắn lên những cái kháng thể trên này. Mà các thuốc này nó có tác nhân là nó có chức năng là gây độc tế bào. Vì vậy người ta gọi là cái phức hợp kháng thể thuốc. So how antibody drug conjugates work? Vậy thì cái phức hợp kháng thể thuốc này nó hoạt động như thế nào? Because ADCs bind to the surface receptor leading to endocytosis, and there's lysosomal degradation within the cell that breaks the linker and releases the cytotoxic payload. Thì cái IDC này nó sẽ gắn vào cái thụ thể ở trên bề mặt, và từ đó nó sẽ được endocytosis, tức là nó sẽ được có hiện tượng nhập bào ở đây là endocytosis, và sau đó nó sẽ được lysosome phá hủy và giải phóng ra những cái chất tải gây độc tế bào, tức là những cái thuốc đó. Enzyme lysosome này nó sẽ phá hủy những cái liên kết giữa kháng thể và thuốc, thì cái thuốc đó nó sẽ được giải phóng ra và nó sẽ gây độc tế bào. And some of the preferred qualities of an ADC is higher drug to antibody ratio. This deposits more drug into the cell. The payloads that are membrane permeable may lead to bystander effects by entering the neighboring cells after release from the first targeted cell. Và có một cái tính chất ưu tiên, đó là gì? Đó là cái
tỷ lệ giữa cái nồng độ thuốc và cái kháng thể là cái thuốc này nó cao hơn so với kháng thể. Vì vậy nên cái thuốc này nó sẽ lắng đọng nhiều hơn vào trong tế bào. Đó. Và ngoài ra đó, thì những cái thuốc, tức là những cái chất tải này, nó sẽ dễ dàng thấm qua được cái màng tế bào và dẫn đến cái hiệu ứng ở bên ngoài. Bằng cách gì? Bằng cách nó đi vào những tế bào lân cận, tức là neighboring cell, sau khi mà nó được giải phóng từ cái tế bào đích đầu tiên. Để giải thích thêm cái cơ chế thì chúng ta có thể xem cái hình ở đây. Thứ nhất á, là chúng ta thấy cái IDC binding to the HER2 receptor, tức là cái kháng thể thuốc này nó sẽ gắn lên với lại cái receptor HER2 ở trên cái màng tế bào. Sau khi vào trong tế bào rồi thì cái liên kết giữa thuốc và kháng thể này nó sẽ được phá vỡ bởi enzyme lysosome. Và thực chất cái thuốc này chính là drug payload, tức là cái chất tải đó, và nó là tác nhân gây độc tế bào. Sau đó nó sẽ được như thế nào? Nó sẽ được gai độc tế bào, tức là cytotoxicity effects including by drug payload, tức là cái thuốc này nó sẽ gai độc tế bào và nó làm tế bào cháy. Và sau khi tế bào cháy đó, thì nó sẽ giải phóng ra ở bên ngoài khoảng gian bào. Nó sẽ giải phóng ra ở bên ngoài khoảng gian bào và sau đó nó sẽ đi vào trong các tế bào lân cận để nó gai độc cho những cái tế bào tiếp theo. Thì đó là cái cơ chế mà của cái antibody drug conjugate, tức là cái phức hợp kháng thể thuốc. So all of this cause more cytotoxicity, more cell kill, and this is what's preferred. Và tất cả những cái nguyên nhân này sẽ gây lên độc tế bào nhiều hơn và điều này là được ưu tiên. GSK2849330 is another one of these ADCs. It's an IgG1, IgG3 glyco-engineered humanized monoclonal antibody. Thì GSK2849330 này thì đây là một cái ADC khác, tức là một phức hợp kháng thể thuốc khác. Thì nó thực chất là một cái IgG1 và IgG3. Đây là một kháng thể đơn dòng, nó có cấu tạo giống như là cái glycoprotein ở người. And it's engineered for three mechanisms of action. Thì thuốc này nó hoạt động dựa trên cái ba cơ chế. The blocking the ligand dependent signaling, inhibiting HER3 signaling and function, and cell mediated cytotoxicity, which is very important. There's also complement dependent cytotoxicity of the neighboring cells. Thì ba cơ chế này là gì? Thứ nhất á, là nó sẽ ức chế những cái, nó sẽ blocking, tức là nó blocking ligand dependent signaling, tức là nó sẽ ngăn chặn các tín hiệu phụ thuộc phối tử và ức chế tín hiệu cũng như chức năng của HER3. Thứ hai đó là nó sẽ trung gian gây độc tế bào, thì đây là cái quan trọng nhất. Và ngoài ra nó còn gây độc tế bào phụ thuộc vào bổ thể của các tế bào lân cận. And this demonstrated compelling preclinical data targeting HER3. Và điều này đã được chứng minh thuyết phục qua dữ liệu tiền lâm sàng của đích nhắm là HER3. Coming back to the U31402 drug, it now has the name patritumab deruxtecan. Quay lại với lại cái thuốc U31402, bây giờ chúng ta có tên thuốc tức là patritumab và deruxtecan. Features of this HER3-directed ADC is that it does have the high potency of the topo-1 inhibitor payload. It has a drug-to-antibody ratio of about 8:1. Đặc điểm của phức hợp kháng thể thuốc nó tác động trực tiếp lên thụ thể HER3 là gì? Là đầu tiên là nó cái chất tải, tức là cái thuốc đó nó có hiệu lực cao đối với lại cái chất mà thrombosomerase, tức là nó ức chế cái enzyme này. Thì enzyme này là gì? Enzyme này là enzyme mà nó cắt một trong hai chuỗi sợi DNA khi tham gia vào quá trình nhân đôi ADN. Thứ hai đó là cái tỷ lệ thuốc và kháng thể là 8:1, tức là chúng ta thấy nồng độ thuốc rất là cao. Payload has a short systemic half-life and it's membrane permeable, allowing entry again into the nearby cells, giving the bystander effect that we desire. Có thời gian bám hủy toàn thân là ngắn và chất tải hay là thuốc thì nó có thể dễ xuyên màng và nó cho phép vào bên trong các tế bào lân cận, gây ra các hiệu ứng đối với lại các tế bào lân cận. So the study schema for patritumab deruxtecan phase 1 dose escalation study is here. Eligible patients had metastatic unresectable EGFR mutant non-small cell lung cancer. Đây là lượt đồ nghiên cứu của patritumab và deruxtecan nghiên cứu pha 1 tăng liều ở những bệnh nhân mà đủ điều kiện, là những bệnh nhân mà ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến EGFA mà giai đoạn di căn không thể phẫu thuật được. Thì mình giải thích thêm cái nghiên cứu tăng liều là nghiên cứu thế nào. Đây là cái nghiên cứu mà nó xác định liều lượng tốt nhất của một loại thuốc hoặc là một cái phương pháp điều trị mới.
Thì trong cái nghiên cứu tăng liều gọi là dose escalation study, thì trong có một cái nghiên cứu tăng liều này thì liều lượng của thuốc thử nghiệm sẽ được tăng lên một chút tại các nhóm người khác nhau, là những nhóm bệnh nhân khác nhau, cho đến khi chúng ta tìm được những cái liều cao nhất mà nó không gây độc hay là không gây tác dụng phụ có hại. Thì nghiên cứu tăng liều cũng là một cách để có thể đo lường được cái cơ thể mà sử dụng thuốc, và thường được sử dụng như là một phần của thử nghiệm lâm sàng pha 1. Những nghiên cứu thử nghiệm này thì thường bao gồm một số lượng bệnh nhân nhỏ và có thể bao gồm những người tình nguyện hoặc là những người khỏe mạnh. They had to be T790M negative after first or second generation TKIs or having progressed on osimertinib. Thì những bệnh nhân này là những bệnh nhân mà có đột biến T790M âm tính sau khi được sử dụng TKI thế hệ 1 hoặc thế hệ 2, hoặc là người ta tiến triển với lại osimertinib. They did need pretreatment tumor tissue for retrospective analysis of safety. Và họ cũng cần các mẫu mô của khối u trước khi điều trị cho việc phân tích hồi cứu của sự biểu hiện HER3. So this was a dose escalation study and patients received anywhere from 3.2 mg per kilogram upwards of 6.4 mg per kilogram. Vì đây là một nghiên cứu tăng liều và bệnh nhân đã nhận được cái liều là từ 3.2 mg trên kg đến 4.6 mg trên kg. And this is 23 patients, 16 ongoing, 7 discontinued. Và đã có 23 bệnh nhân tham gia vào cái thử nghiệm này, thì trong đó có 16 bệnh nhân thì người ta tiếp tục nghiên cứu, còn 7 bệnh nhân thì phải ngừng nghiên cứu. And the dose expansion study will enroll additional patients at the recommended dose. Và cái nghiên cứu mở rộng liều sẽ được dùng thu nạp thêm bệnh nhân với cái liều khuyến cáo sau cái nghiên cứu này. And so this is the diverse resistance mechanisms and the anti-tumor activity across all of these resistance mechanisms that was interesting. Và đây là cái cơ chế đề kháng đa dạng và sự bắt chéo hoạt động kháng bướu mà rất là thú vị. And so this is the best percentage change, and as you can see based on the color schema, the C79S for instance is the purple. Every patient with that dose had a resistance with the C79S mutation. Và đây là sự thay đổi phần trăm tốt nhất mà bạn có thể thấy dựa trên cái giản đồ màu này. Trên cái chẳng hạn như trên cái màu tím là C79S, thì tất cả những bệnh nhân với liều điều trị đó thì có sự đề kháng với lại cái đột biến C797S. And the response, the dosing is also listed there. And so the idea is to be able to target multiple mutations at once, since that seems to be the complex way of resistance with osimertinib. Sự đáp ứng và liều dùng thì cũng được liệt kê ở đây. Và ý tưởng đặt ra là có thể có nhiều cái đích đột biến cùng một lúc, bởi vì dường như đó là những cái con đường phức tạp của sự đề kháng osimertinib. The anti-tumor activity over time, you can see it's a wide array. It's not clear whether the higher doses is the most effective. Hoạt động chống lại khối bướu theo thời gian, bạn có thể thấy nó là một phạm vi rất là rộng. Và có một điều không rõ ràng rằng liệu cái liều cao hơn thì có mang lại cái hiệu quả hay không. You can see patients in green which have 3.2 mg per kilogram also have continued and sustained responses. Vì bạn có thể thấy rằng những bệnh nhân mà màu xanh lá cây thì nó nhận cái liều 3.2 mg trên kg đã có những cái đáp ứng liên tục và bền vững. As you can see here, this is the treatment durations. All the patients is the individual patients. Như bạn có thể thấy ở đây, đây là cái thời gian điều trị của tất cả những bệnh nhân với tư cách là từng cái bệnh nhân riêng lẻ. Thì ở đây chúng ta thấy là có, lúc nãy chúng ta nói là có 23 bệnh nhân đúng không? Thì ở đây là có 23 cái line hay ba cái dòng tương ứng với là 23 bệnh nhân, thể hiện cho cái quá trình nghiên cứu của 23 bệnh nhân. All the patients with the arrows have our treatment ongoing. These are color coded based on their dosing. Tất cả những bệnh nhân với mũi tây nhé, thì tương ứng với những bệnh nhân mà chúng tôi đang điều trị, tức là mũi tên trắng này là những bệnh nhân mà đang điều trị. Và màu sắc ở đây đó là nó thể hiện cái liều lượng thuốc của họ. Chẳng hạn như màu xanh ở đây, màu xanh lá cây ở đây là liều lượng thuốc là 3.2. As you can see, patients either had stable disease, partial response or progressive disease, and you can see that there are a significant number of patients with treatment ongoing, quite a few for a long time. Vì vậy, bạn có thể thấy là những bệnh nhân với tình trạng là bệnh ổn định, chẳng hạn như là stable disease, SD là bệnh ổn định, hoặc là bệnh đáp ứng một phần, tức là partial response, tức là đáp ứng một phần, hoặc là bệnh tiến triển, progression disease, tức là PS,
tức là bệnh tiến PD, PD tức là bệnh tiến triển, và có một số lượng đáng kể những bệnh nhân mà đang được điều trị trong một thời gian dài, nó chuyển sang tuần thứ 48 tại cái thời điểm này. Đây là tuần nhé, 48 tuần, tức là 12 tháng đó. Of course, the treatment-related adverse events are going to be really important in the phase 1 study. And really what appears to be dose-limiting toxicity is low platelet count. Tất nhiên, tác dụng phụ liên quan đến điều trị sẽ thực sự quan trọng trong cái nghiên cứu pha 1 này. Và thực sự, những độc tính xuất hiện đó chính là giảm tiểu cầu. You know, thrombocytopenia, neutropenia, nausea, those are the things that the most are concerned about. Grade 3 febrile neutropenia did occur in one patient in the 5.6 mg per kilogram dose. Bạn có thể thấy những cái độc tính như hạn là giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, buồn nôn là những cái điều mà họ quan tâm nhất, là cái độc tính độ 3 có xảy ra trên một bệnh nhân với liều là 5.6 mg trên kilogram. Grade 4 platelet count of thrombocytopenia occurred in basically 3 out of 5 in the patient's 6.4 mg per kilogram dose. So, và giảm tiểu cầu độ 4 thì nó sẽ xảy ra trên 3 trên 5 bệnh nhân với cái liều là 6.4 mg trên kg. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng liều cao nhất mà độc tính có thể chấp nhận được là liều 5.6 mg trên kg, đúng không? This will allow them to figure out the dose for the expansion cohort, which they picked to be 5.6 mg per kg. Và điều này sẽ cho phép họ có thể tìm ra cái liều lượng khi mà người ta mở rộng cái nhóm nghiên cứu là liều là 5.6 mg trên kg. 49% of these patients with CNS metastases in part 3 was checked and expressed in nearly all tumors. This was a heavily pretreated cohort. Và có 49% trong số những bệnh nhân này là có giai đoạn di căn não, và HER3 đã được kiểm tra và biểu hiện ở gần như tất cả các khối u. Và đây dường như là gánh nặng của nhóm bệnh nhân mà nghiên cứu trước khi điều trị. Median prior regimens were 4, some of them had up to 9. Anti-cancer regimens prior to enrollment, 90% of them received prior platinum. Thì cái phác đồ được sử dụng trung bình trước khi mà người ta tham gia các nghiên cứu này đó là 4. Một số trong những bệnh nhân đó là có thể nhận đến 9 chu kỳ hóa trị ung thư. Và 90% bệnh nhân trước đây là đã sử dụng cái platinum, tức là được điều trị với lại cái platinum. And median prior EGFR TKIs were 2, and then some of them had even 4 agents prior to having this drug, and 86% have received prior osimertinib. Và số lượng mà TKI trung bình bệnh nhân đã được điều trị trước khi vào nghiên cứu đó là 2, một số trong họ đó là 4 loại thuốc TKI trước khi điều trị. Và các thuốc này á thì có 86% những bệnh nhân nhận điều trị là osimertinib trước đó. The treatment duration was 3.5 months and overall safety and tolerability was as expected on based on the phase 1 trial. Và thời gian trung bình điều trị là 3,5 tháng và tính an toàn cũng như sự dung nạp là được mong đợi trong cái thử nghiệm lâm sàng pha 1 này. These are the results, again small numbers. 1 out of 56 patients had a CR, 13 had partial response. Stable disease was really 45% of the group. Và đây là kết quả có một số lượng nhỏ, tức là 1 trong 56 bệnh nhân này đạt được cái đáp ứng hoàn toàn. 13 bệnh nhân thì người ta đạt được cái đáp ứng một phần, và có 45% là bệnh nhân thực sự ổn định trong cái nhóm nghiên cứu. So confirmed overall response rate was 25%. And disease control rate, which includes stable disease, was 70%. Và cái tỷ lệ đáp ứng tổng thể thì được xác nhận là 25%, và tỷ lệ kiểm soát bệnh bao gồm bệnh ổn định là tới 75%. The duration of response was 6.9 months in this heavily pretreated group, and these resistance mechanisms included EGFR T797S, MET amplification, for two mutations, BRAF fusions, and PIK3CA mutations. Và khoảng thời gian đáp ứng là khoảng 6,9 tháng trong nhóm trước khi điều trị có những cái bệnh lý mà tương đối là nặng nề, và những cái cơ chế đề kháng này bao gồm xuất hiện những cái đột biến EGFR C797S, những cái khuếch đại gen MET, đột biến HER2 hoặc là sự hợp nhất của BRAF và BRCA3. So really these are the take home points. EGFR story is really long from over. Sequencing strategies continue to evolve. The osimertinib currently is the strongest first-line contender for treatment.
Và đây là những cái điều chúng ta cần lưu ý về câu chuyện của EGFR thực sự nó còn dài và các chiến lược kết hợp nó vẫn tiếp tục được phát triển, mặc dù osimertinib là một trong những cái lựa chọn mạnh nhất trong điều trị bước 1. OC plus VEGF inhibition, OC plus chemo and multiple other combinations are being evaluated first line presently and we're looking forward to some of those results. Ở việc osimertinib nó kết hợp với lại VEGF, tức là cái kháng sinh mạch, hoặc là osimertinib nó kết hợp với hóa trị hoặc là những cái kết hợp khác á, là cũng sẽ được đánh giá là cái điều trị bước 1. Và chúng tôi đang mong đợi cái kết quả của họ. Osimertinib in the adjuvant setting. Vấn đề osimertinib trong cái điều trị hỗ trợ đó. Will complicate the issue even more. Will certainly really need us to require other fourth generation and beyond TKI options for patients when they relapse. Antibody drug conjugates and HER3 targeting is a novel mechanism for EGFR resistance. Điều này sẽ là một vấn đề phức tạp. Hơn nữa, chắc chắn là thực sự chúng ta sẽ cần một cái yêu cầu là một TKI thế hệ thứ tư hoặc là những cái lựa chọn TKI khác ở những bệnh nhân mà nó tái phát. Và cái đích thứ ba là một cái cơ chế mới trong sự đề kháng EGFR. Thank you. Cảm ơn. Ok, thì bài trình bày của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.